Vâng, em xin chào các bác nhé. Đấy, hôm nay em xả một cái con máy đời cao của Onkyo nhé. Con này là con Onkyo FRU9. Này, FRU9 nhé. Đấy, con máy này thì là đây, em CD này, rồi là MD em test là nó vẫn đang chạy bình thường luôn. Đấy. Đường điện thoại vẫn chạy bình thường. Tuy nhiên thì đường quang em test thì này, không thấy nó hoạt động. Đấy, thì em không biết là lý do tại sao mà đường quang không hoạt động, nhưng nhìn chung thì là các chức năng CDMD vẫn đang đọc bình thường, chỉ có mỗi chức năng là giải mã quang AV thì nó lại không hoạt động, tức là cắm đường quang vào thì nó lại không nhận tín hiệu quang đấy. Nên là em bán xả thành lý con này luôn nhá, với giá là bình thường những con này hàng đời cao này nếu mà đường quang nó chạy thì là 1.450.000, các bác biết rồi đúng không ạ? 1.450.000 đến 1.650.000 một con máy này, tùy độ đẹp xấu. Cái con máy này thì đây hàng của nó cũng còn là đẹp này. Tất nhiên thì đây là hàng bãi nhá, thì nó sẽ có một vài vết xước sát này, nó không tránh được, nhưng mà để nhà tổng thể thì đây vẫn là một con máy đẹp. Đấy. Mặt mũi của nó rất ok luôn, các bác thấy không ạ? Công suất của máy cũng rất là lớn nhá. UN9 công suất lên tới tận 66W, sử dụng điện 100V và là sản xuất tại Nhật luôn. Đấy. Tức là dùng cho nội địa Nhật và được sản xuất tại quốc gia của nó luôn. Đấy, thì như các bác thấy em đang cắm đường dây điện thoại vào đường dây quang ở đây rồi, để em thử này. Thì em cho đĩa vào này, đọc thì vẫn có ra tiếng bình thường. Đấy, được không ạ? Đấy. Các kiểu nách bài các kiểu bình thường luôn nhá. Đấy, và thậm chí nhanh luôn đằng khác. Đấy nhá. Đấy. Đấy, MD chỉ đây. MD đây nhá. MD này nó vẫn đọc bình thường luôn. Đấy. Ok không ạ? Mới đây chạy bình thường. CD chạy bình thường luôn. Đấy, đường quang này, input là chuyển sang đường quang, thì đường digital đây thì nó lại không nhận tín hiệu quang. Đấy, mặc dù quang vẫn đang phát đây nhá, nhưng mà cái đèn này nó nháy sáng liên tục này. Bình thường ra đấy nó nhận tín hiệu quang thì đèn này nó sẽ sáng đứng, nhưng mà con này không hiểu tại sao mà đây. Cắm dây quang vào đây, đèn quang vẫn đỏ đấy nhá. Mà em vẫn đang thử các con khác là bình thường, em thử các con khác là nó vẫn có đường quang ra bình thường. Em vừa mới thử xong em chuyển vào con này thì con này nó lại không nhận quang. Đấy. Và các còn lại thì nó vẫn cứ bình thường luôn các bác nhé. Đấy. Đấy. Còn lại vẫn bình thường luôn. Đấy. Đấy. Còn lại thì đường đường điện thoại vẫn chạy bình thường này, chỉ có mỗi đường quang không đọc. Đấy thì thôi, em bán là con này là 900. Đấy, bác nào mua liên hệ cho bên em nhé. Đấy, 1.450.000 tôi bán 900 rồi nha. Bác nào cần con UL9 đời cao này về chỉ cắm điện thoại máy tính thì là alo cho em nhá. Cái này em bán thanh lý nên em chủ yếu bán là bao chạy công suất để về cắm máy tính điện thoại thôi, còn đây CDMD này vừa rồi em test thêm đấy nhá. Em mình dùng cái là hỏng bỏ nhá, em không có bao chạy, không có bảo hành gì CDMD đâu nhá. Đấy, nó thẳng thế cho nó dễ nhá. Đấy, thì còn volume chạy bình thường này. Em ơi anh tìm được chưa? Đấy nhá, thì đây là con UL9 này. Đấy, giá xả 900k, để bác nào mua liên hệ nhá. Vâng, xin chào các bác và xin được gặp lại các bác ở những cái video tiếp theo của bên em nhá. Vâng.